bỏ cuộc, bỏ cuộc. Queen. Ủa? Phép thuật Queen. Ôi khoan Queen. Đi, tôi bị phân tâm quá à. Tại sao tụi tôi một cánh đẹp quá mà là một cánh xấu vậy? Xấu vậy? Đó, nó dài như là cái cánh gà chi nước mắm vậy đó. Quay lại coi. Trời ơi. Anh là tu luyện chưa tới hiểu không? Thiên thần mới nhú. Đúng rồi. Ê, nhưng mà nó hay ha. Từ ngày mình có cái phép thuật Queen á, cái mình không có cần mà mời khách mời để mất thời gian, mình biến cái khách mời có mặt ở đây luôn. Đúng rồi. Đúng cái tên. Nhưng mà ra rồi. Rất hèn nha. Ra rất hèn luôn. Trời ra không kịp làm gì thường thì khách mời người ta sẽ ra người ta giới thiệu phong đây chỉ cần nhận mà cũng không biết đây là thiên thần hay gì luôn, chỉ cần lú cánh ra cái xuất hiện liền. Đúng rồi. Mà ke đầu mà làm tùm lum hết trơn không làm được. Không làm được, nhưng mà phải làm, vô giờ này anh phải làm. Làm khùng làm điên. Đến với biết kiếp bàn là mình phải làm hết à. Nhưng mà bây giờ khách mời ơi, chúng ta có thể vô giữa không ạ? Khách mời hôm nay rất là màu sắc nha. Dạ. Em qua đây vàng nha. Có hồng, có đỏ, có luôn à. Esty ơi, ngày hôm nay Esty phải cẩn thận nha. Bởi vì ngày hôm nay khách mời toàn là những MC chuyên nghiệp không? Những người rất là hoạt ngôn đúng, đúng không ạ? Rồi, dạ. Các bạn phải cẩn thận đó. Bây giờ các bạn có thể giới thiệu về bản thân của mình một tí xíu không? Mình tên là Vũ Mạnh Cường. Dạ. Đây là Thư Đình. Đây là Quang Huy. Dạ. Hết. Huy đã đến với Bí Kíp Vàng một lần rồi đúng không? Dạ chính xác, đây là lần thứ hai được đến đây và lần này thì nó tinh khôi lắm. Em tinh khôi. Hả? Chứ lần trước em tinh gì? Lần trước tinh gì, lần này tinh khôi. Lần trước gì được ta? Tinh vi đúng không ạ? Không ạ, đợt trước không tinh vi, đợt này quay lại mới là quyết định như vậy nè. Nhưng mà đợt trước tinh vi chứ, đợt trước hình như là nhớ là mình chung đội với nhau thắng mà. Dạ. Cái đó gọi là thông minh chị chứ không gọi là tinh vi được. Đợt này là thông minh. Đợt này đến đây tinh khôi nha. Dạ. Để thua. Bởi sức kỳ vậy. Tại vì bây giờ đội rồi. Ba người về chung một đội, đội chủ nhà chúng tôi một đội, chắc chắn là ba người phải thua thôi. Ủa nhưng mà cái concept màu hồng này là tự mọi người nghĩ ra. Không, tại cái concept màu hồng này là do Pep the Queens. À biến hình. Anh chân tiếp. Queen đó đấy ạ. Bây giờ nếu như mà có phép thuật thì mọi người sẽ chọn cho mình cái phép thuật gì? À, Thư Đình sẽ chọn phép thuật là biết hết mọi đáp án trong chương trình ngày hôm nay. Đó. Trời ơi. Nhưng mà sợ biết hết. Nếu mà biết hết mọi đáp án thì đâu còn hấp dẫn nữa đúng không? Hồi xưa em đi học em hay chép phao lắm không? Em nhờ bạn kế bên chép phao. À. Xong rồi nhờ bạn nó quay giùm luôn, xong rồi chỉ mình rồi có gì giám thị bắt á là bạn kế bên bị bắt. À. Cũng hay. Ủa sao vậy đó? Ủa em ơi, lông rụng quá nhiều. À, vậy nếu mà có phép thuật thì Cường sẽ mong ước cho là Buka là bớt rụng lông. Thôi để giữ môi trường. Thôi để giữ môi trường. Em già rồi, lông em bạc hết trơn. Hay quá. Hay quá. Còn Huy, nếu mà có phép thuật Win ngay lúc này mình sẽ đổi đội mình là đội chủ nhà. Trời ơi. Dạ muốn chứ ạ. Dương Lâm á là phải hả hùng hục cả ngày đó. Hùng hục. Tôi là con trâu hay sao? Mà phải hùng hục. Đây chương trình trí tuệ mà. Tôi cũng có cái trí não của mình mà. Bé. Nếu như em có phép thuật Queen. Ủa lộn, nếu như anh có phép thuật Queen anh sẽ ước mơ là gì? Anh sẽ ước mơ là anh ăn thật là nhiều thứ trên đời này mà anh vẫn không mập. Bởi vì anh luôn có chim bụng đôi. Bụng đôi để ăn thật nhiều món ngon thật ngon trên trần gian. Nhiều khi thèm những món ăn rất là thèm luôn, nhưng mà cái tuổi rồi ăn cái gì nó cũng mập, hít thở không nó cũng mập. Chính vì vậy Lâm ước là một body thật là đẹp mà ăn thật là nhiều món ngon. Thiệt luôn á. Lâm nói vậy thôi chứ mà body Lâm đẹp lắm nha. Ngon lắm luôn á. Ngon anh. Ngon, lem lắm. Lem. Nhưng mà có nghĩa rằng là em cũng có những cái bí quyết của em để mà em ăn không bị mập thôi đúng không? Em chích à. Dạ khi mà em mỡ nhiều quá thì em sẽ có một cái dịch vụ là chích tăng mỡ. Thôi đi. Cái gì mà nó tự nhiên hơn đi. Mình tập luyện. Ví dụ như là em đều đi spa, họ sẽ ủ tê vùng bụng của em và họ sẽ chít vào đó một cái lượng vun vịt, nó sẽ làm tan cái lượng mỡ ra. Đó, nhưng mà đau lắm chịu không nổi. Thôi đấy, đó là những người có tiền như Lâm thôi, còn những người mà không có tiền thì người ta phải giảm cân mà cách nào đây? Đúng. Tập thể dục. Ăn kiêng. Nhưng mà ăn nếu kiêng. Không có thời gian thì làm sao tập thể dục được? Thì ý nếu là... mà cái miệng mà thèm ăn đủ thứ món làm sao có thể ăn kiêng được đây? Thì phải có phép thuật Queen. Đúng rồi. Cũng sống một lần trên đời, tại sao lại hà khắc với bản thân mình như vậy chứ? Là luôn luôn phải ăn ngon ở ngoài đời. Ăn hết đi. Đúng rồi, phải ăn hết đi. Muốn biết làm sao để giảm cân đúng không ạ? Đúng rồi. Hãy đến với chương trình Bí Kíp Vàng ngày hôm nay. Chương trình Bí Kíp Vàng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và trước khi đến với những bí quyết giảm cân, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Yeah.
Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Bí Kíp Vàng. Và đến với Bí Kíp Vàng thì các bạn ơi, chúng ta sẽ có hai vòng. Mỗi vòng sẽ có một phần trả lời câu hỏi và một phần game. Đây là bằng lái đi bộ ạ. Bằng lái xe máy chứ không phải là bằng lái xe ô tô. Vậy hả? Ô tô có gì không ta? Ông thi bao nhiêu lần ông đi rớt hết hả? Mà mình thi bao nhiêu lần ạ? Nhiều lắm. Thôi, bình tĩnh. Cái này là mình thi xe máy nha. Dạ. Ủa, gì nói gì nữa, game này bên kia thắng rồi. Sao vậy? Tại sao? Vì game này mình phải đi số 8. Mình thấy mấy cái đường này là mình sợ đúng không ạ? Sợ. Không sao đâu. Sợ nên đi một mạch luôn phải không? Bây giờ các bạn chỉ cần thắng game thì các bạn sẽ được quyền trả lời câu hỏi. Còn nếu không thắng thì sao ạ? Nếu mà anh thắng á, anh sẽ được quyền trả lời 3 câu hỏi. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà anh sai á một câu á thì 2 câu còn lại sẽ nhường lại cho đội okay, này trả lời. Okay. Và bây giờ game vòng 1. Lắc vòng đường dài, một thành viên sẽ vừa lắc vòng vừa đi xung quanh một vòng số 8. Trong vòng 1 phút, làm sao đi được càng nhiều vòng càng tốt. Tổng kết sau 2 lượt chơi, đội nào đi được nhiều vòng hơn thì đội đó giành chiến thắng. Trời ơi, hay quá luôn rồi. Ngày nào cũng Google. Rồi các bạn có hiểu chưa? Chơi trước à? Nhưng mà mình sẽ lắc bằng bộ phận nào? Bụng, cổ, đầu, sống mũi, dạ, tay, sống mũi, giăng sụn, mọi người đi cùng tay được. Không à, từ cổ cho đến đầu gối à, muốn lắc chỗ nào lắc. À, bụng là tốt nhất. Đầu gối. Rồi, hiểu rồi. Vậy thì bây giờ là lượt thi của đội nha. Ủa, ghê không? Trời ơi, khách mời chơi trước. Ba, hai, một. Trời ơi. Trời ơi. Ê, đi mà không? Bị đi mà không? Muốn làm gì làm? Đừng có đạp bớt nha. Sao đội chủ nhà ngang ngược vậy? Quá. Đội xuyên người non hao đá. Người non hao đá. Rồi. Vô. Được một vòng. Xin mời nghệ sĩ Dương. Bây giờ là lượt chơi của đội khách á. Ok. Đó nè, đó. Quẹo qua đây. Gần được em ơi, đó. Đó. Ok. Cũng được. Chắc 8 phút được giờ. Quá hay. Đó. Được quá Quỳ ơi, hay quá Quỳ ơi.
như con dồi vậy. Chơi hết mình lên nè. Mà chơi hết mình lên. Lắc bằng mọi thứ đi anh. Trời ơi, vô dụng vậy. Tội lắm. Trời ơi, gánh nặng của đội rồi. Anh 8 tiếng mình đánh nhau. Gánh nặng của đội rồi. Má ơi, mà trời ơi. Thông lũng của đội. Lắc cái tay lắc ra. Lắc vào bên tay kìa. Hố đen vũ trụ. Ê, hết giờ đi mọi người, hết giờ đi. Càng nhiều giờ càng mang nhục chứ có gì đâu. Con thằng này hay á, chiến thuật hay này đó. Tướng kỳ quá à. Kệ đi em, nhưng mà chấm đi em ơi. Chấm đi em đi. Ê kìa, tướng kìa. 8 tiếng nữa tôi ra nha mọi người. Gánh nặng của đội. Hết giờ rồi. Hết giờ. Vậy là sau 3 phút đội khách các bạn được 6 bom. Yeah. Ủa dễ gì đó mình thua đó. Okay, vậy là cố gắng rồi. Phải trả lời câu hỏi rồi nhé bọn. Dạ. Mời câu hỏi vòng 1. Lắc vòng quá nhiều có nguy cơ thận bị tổn thương, đúng hay sai? Đúng. Chúng tôi chọn là đúng. Dạ, tại vì câu hỏi này lắc vòng nhiều, có nghĩa là chữ nhiều sẽ ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng bên trong, thấy không? Vậy thì bây giờ xin mời đáp án của chương trình ạ. Mời. Sai. Ủa nhiều quá mà. Thôi của mình tới rồi. Về cơ bản, lắc vòng không tác động lên các cơ quan nội tạng, đặc biệt là vùng thận. Bây giờ đến lượt các bạn trả lời câu hỏi ạ. Xin mời câu hỏi. Uống nước dừa mỗi ngày dễ bị tăng cân, đúng hay sai? Đúng. Sai. Ủa sao kỳ vậy? Các bạn có 3 giây. Sai. Sai. 3. Sai. Sai. 1. Đó, lấy đà xuống đi. Sai. 3, 2, 1. Sai. Sai là đáp án cuối cùng của các bạn. Dạ. Dạ đúng. Tại sao? Là sai. Dạ, vì đơn giản là nước dừa mọi người cũng biết là nó sẽ có tính hàn. Mà hàn nghĩa là gì? Là lạnh. Lạnh mà theo nguyên tắc vật lý mình học rồi, cái gì nóng thì nó sẽ nở ra, còn lạnh nó sẽ teo đi, nên không thể nào uống nước dừa mà bị tăng cân được. Sai. Tại vì biết sao không? Tại vì trong nước dừa vẫn có chất béo. Đúng rồi. Mà nếu mà uống nhiều thì chắc chắn là nó sẽ bị tăng cân. Thôi, mọi mình lỡ chọn sai rồi. Không, bây giờ mình phải bảo vệ, hiểu không? Mỗi ngày thôi chứ không có nói là uống. Đúng, quá nhiều. Uống quá nhiều. Để tôi giải nhiệt độ, tôi giải thích rất là nhiều và lát nữa có kết quả sai nha mọi người. Nói chung là nhiều ý kiến thì bây giờ sẽ là kết quả đến từ chương trình. Xin mời. Nước dừa giúp ngăn chặn sự tích mỡ và trao đổi chất. Nước dừa là một chất điện giải, giúp tăng cường sự trao đổi chất cho cơ thể, tốt cho việc giảm cân. Hay quá. Như vậy là thừa thắng xông lên các bạn ơi. Các bạn đến với câu tiếp theo đi ạ. Các bạn đã có 1.000 điểm rồi ạ. Yeah, chúc mừng. Khi gặp bụng để giảm cân, bạn nên để tay đằng trước ngực, đúng hay sai? Bụng là sao anh? Để tay trước ngực. Để đây ngực. Hả? Sau lưng được. Em không để sau lưng á. Các bạn có 3 giây ạ. À. Làm thấy trong phòng game là gặp 3, bụng. Gặp bụng là người ta 2, bấm điện thoại trước. 1. Gặp bụng đúng. Để phía sau. Sai nha. Đúng. 2, 3. Đúng. Đúng là đáp án cuối cùng của các bạn. Tại sao ạ? Tại vì theo Huy nhớ thôi, nếu mà gặp bụng mà để tay trước ngực á thì nó sẽ giúp tác dụng lên phần cơ ngực, cơ bụng ở cơ trên. Còn nếu mà mình để tay đằng sau á thì nó sẽ giảm cái mỡ bụng ở chỗ cái cơ dưới của bụng. Thì nó sẽ có hai cái vị trí khác nhau. Nhưng mà nếu là hỏi là gặp bụng để giảm cân thì nó vẫn là một ý kiến để tay trước ngực vẫn đúng chứ không sai. Kiểu như nó giống như một cái tạ body weight. Nó sẽ tác dụng vô, đúng rồi, nó sẽ tác dụng như những cái phần khác nhau trên cơ bụng của mình. Theo nhớ suy nhớ có những cái bài tập bụng thì thường là nó sẽ làm để sau, bằng để ở đây sau. Đúng, chính xác. Hầu hết và ở đây. Ờ đúng rồi, ở đây thì sau. Thường mình sẽ sử dụng một cái lực khác là lực cổ hoặc là mình lấy lực tay mình đẩy lên, cho nên để là tập bụng dưới. SC thì cũng nghĩ là đúng. Chính xác. Em nói là sai, để đâu cũng được, để đầu, để mũi, bấm điện thoại, bấm cũng điện được. Thoại đâu, để sao ạ? Có nhiều bạn đó mình vô gặp bụng mà bấm điện thoại nè, đang chết meo hiểu không? Mà bụng vẫn 6 múi, cho nên làm gì là 6 múi là do chết em ơi, cái đó là do chết. Vừa gọi đầu, người vừa gọi đầu vừa gặp bụng.
Gặp xong cái bộ qua cái đầu chặt luôn. Đó là mình làm gì cũng được hết. Dạ. Cho nên là sai. Sai. Mình đúng đi. Là đáp án mình đúng mà. Đúng là đáp án của các bạn. Để xem đáp án của chương trình là gì ạ? Nếu đặt tay ra sau đầu thì cơ thể sẽ được hỗ trợ khi thực hiện bài tập gặp người. Nhưng điều này có thể gây ra chấn thương cổ vì động tác này sẽ khiến phần cổ bị căng cơ. Việc để tay sau cổ còn làm giảm hiệu quả của việc tập luyện cơ bụng. Giờ mới biết luôn. Vậy là sau vòng 1, các bạn đang có 2.000 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Yeah. Ở nhà chúng ta có 1.000 điểm. Yeah. Trước khi đến với vòng 2, chúng ta hãy cùng nghỉ với Lào trong ít phút. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Bí Kíp Vàng. Và vòng 2 cũng rất là đơn giản. Với mỗi phần thắng, các bạn cũng sẽ có 2.000 điểm. Hiểu chưa ạ? Dạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với game vòng 2. Trò chơi vòng 2, giành chuối. Một quả chuối được đặt giữa sân khấu. Hai đội chơi đứng ở hai đầu của sân khấu. Mỗi thành viên sẽ được đánh số thứ tự theo ban tổ chức yêu cầu. Số 1, Dương Lâm Mạnh Cường. Số 2, Buka Thư Đình. Số 3, ST Quang Huy. Khi quản trò gọi tới số nào thì số đó phải nhanh chóng chạy lên và giành lấy quả chuối. Sau 3 lượt, đội nào giành được nhiều lượt chuối hơn thì đội đó giành chiến thắng. Rồi, hiểu chưa ạ? Hiểu ạ. Số 2, lên. Số 3, lên. Số 2, về. Số 1, lên. Trời ơi. Lâm ơi, chuối có gì đâu ăn em ơi. Đây. Thôi để cho anh em về. Đưa đây đây. Ê trời. Đây. Về luôn á. Về luôn á. Lâm nó mạnh quá. Cố lên. Yeah. Sạc rồi. Sạc chân. Trời ơi, anh Lâm anh mạnh dễ sợ luôn. Sợ luôn. Trời hao quá. Chơi mà kèm nét cọc của cháu nữa. Ừ mà kèm. Ê Lâm ơi, Lâm em điều tiết bớt rồi không Lâm? Không. Mệt quá. Là sao thắng được cái đội hì hục bên kia? Đâu. Số 2 lên. Số 1 lên, số 2 về. Lâm ơi. Lâm ơi, Lâm. Lâm nghĩ em luôn, Lâm ơi. Lâm ơi. Lâm. Lâm. Lâm ơi. Anh có về không? Thôi rồi. Tặng em luôn nè Lâm ơi. Kêu số 1 lên là không thể nào lấy được với nó. Thề luôn. Vậy đổi số 1 đi. Đổi số 1 đi. Tùy quà. Trời ơi. Thôi vậy đó. Vậy. Ai cũng vậy hết trơn hả? Số 2 lên. Trời ơi. Hai đứa lên lộn chuối. Cả ba số cùng lên. Cả ba cùng lên làm sao giành lại anh Lâm? Trời ơi, tôi sẽ con áo vàng đi. Thôi đem chuối về nhà Lâm luôn mọi người. Em về đây. Em về đây. Mình đi đây chứ đã mệt. Cái nó chuối. Nó lòi ruột luôn đây. Bớt khỏe lại. Lòi ruột rồi. Thôi, đề nghị thí sinh Dương Lâm bớt tập tạ lại. Bớt thì hụt như cháu lại. Bớt thì hụt đó. Bớt ăn. Mệt quá. Bớt thì hụt nước. Trời ơi. Đợi mình thắng rồi hả? Ờ thắng rồi đó em. Thắng em tuyệt đối. Em bất ngờ lắm không? Tại có một người làm hả? Dạ ngày xưa em dân hậu đài ra mà. Ừ thì đó. Xưa mấy cảnh trí này em rinh không á. Thì em hốt ai trả được đúng không? MC mệt quá, chương trình có tiếp tục không? Vậy là sau phần game, đội nhà đã giành chiến thắng. Yeah. Chúc mừng các bạn. Chúng ta có thêm 2.000 điểm nữa. Yeah. Xin mời câu hỏi vòng 2. Đâu là sai lầm phổ biến khi giảm cân? A. Ăn nhiều bữa nhỏ. B. Hạn chế ăn vào buổi tối. C. Ăn đủ bữa sáng. Ủa? Ăn đủ bữa sáng. Sao ba cái nào đều
chế bữa tối là đúng rồi anh. Hạn chế là đúng mà. A là đáp án cuối cùng của đội nhà. Tại vì sao ạ? Tại vì mình ăn những cái bữa nhỏ nó sẽ dễ hấp thụ thức ăn hơn. Và nếu mà mình ăn nhiều, thì nó thì cái lượng hấp thụ trong cái tiêu hóa của mình sẽ nhiều hơn ạ. Hay quá. Dữ vậy. Chúc mừng cho đội bạn. Thôi mình mừng cho đội bạn. Việc ăn nhiều bữa trong ngày có thể khiến bạn khó khống chế được lượng calo nạp vào cơ thể và cản trở nỗ lực giảm cân. Quá trình chuẩn bị thức ăn cho cả ngày cũng bất tiện. Mời câu hỏi số 2. Khi cần giảm cân mà được mời đi ăn tiệc, bạn nên ngồi ở đâu? A. Đầu bàn hoặc cuối bàn. B. Giữa bàn. C. Ngồi đâu cũng được. Tôi thấy ngồi dưới đất cũng được. Đầu bàn, giữa bàn, nó cũng vậy. Em thấy tốt nhất là mình nên ngồi ở nhà. Ngồi ở nhà nó khỏi mệt. 3 giây ạ. 3 cũng được. 2. A. Cái miệng của mình thôi. A. Giữa bàn. Quán tù xì đi ạ. Quán tù xì nhanh lên ạ. 1, 2, 3. Cái gì quán tù xì mà trắng đen gì ạ? 1, 2, 3. Cắt cái bao. Cắt. Bên này đã trắng đen. 2, 3. Cắt. C. Ngồi đâu cũng được. Trời ơi. Mất quá. Tại sao ạ? Không à. Tại vì mình ăn là do cái miệng của mình thôi. Đầu bàn hoặc là cuối bàn. Nên lựa chọn việc ngồi ở cuối bàn hoặc đầu bàn vì vị trí này sẽ làm bạn khó khăn trong việc gắp các món ăn. Tốc độ ăn chậm lại cũng sẽ làm vơi đi cảm giác thèm ăn một nửa. Đúng rồi, bị lười đó. Ghê. Chơi một mình đi. Chơi một mình đi. Ok. Không sao, không sao. Cảm ơn đã có là cho mình trả lời câu hỏi sẽ dành tặng cho đội bạn. Còn một câu thôi đúng không? Câu câu. Câu câu. Thói quen nào sau đây sẽ giúp bạn giảm cân thành công? A. Sử dụng màu đỏ. B. Ăn cay hơn. C. Tăng nhiệt độ phòng. Ăn cay hơn. Để cho các bạn có 3 giây. Không quen nữa hả? À, tại vì khi mà ăn cay. 3. Ăn cay hơn thì ở trong cái cay. Ăn cay hơn. Một. Nhưng mà ăn cay có nào nó kích thích vị giác không? Không không, ăn cay không. Xin chấm. Bên mình chọn đi. Bên đó không chọn, rồi, bên mình chọn. Rồi, ok. Ăn cay hơn. Ăn cay hơn. Ăn cay hơn. Ăn cay hơn. Sai. 2 3. B. Sai rồi. Sai. Tôi trả lời luôn là sai ạ. Vậy thì xin mời đáp án chương trình nào. Không, mình chọn B, mình chọn B. Cái này thú thiệt là hên nha mọi người, hên chứ thực sự không có kiến thức nha. Các cuộc nghiên cứu cho thấy capsaicin, hợp chất tự nhiên có trong đồ ăn cay, cũng có tác dụng kiềm chế cơn đói, ngăn chặn cảm giác thèm đồ ngọt và các thực phẩm giàu chất béo. Sao vậy ta? Mỗi lần em ăn không được em hay ăn cay cho em ăn nhanh á. Chúc mừng các bạn có thêm 2.000 điểm. Yeah. Vậy là sau 2 vòng các bạn có 4.000 điểm, đội nhà chúng ta có 5.000 điểm. Và đến đây thì chương trình Bí kíp vàng đã kết thúc rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt.